cuộc sống với ta như sao động, như bầu trời xanh bao mơ. Em xin chào ban giám khảo. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Mạnh, em sinh năm 1995, em đến từ Quảng Bình ạ. Ờ, em chỉ bị đóng một bộ phim Hollywood lớn. Em đã từng tham gia diễn xuất trước đây trong bộ phim nào ở Việt Nam chưa? Đã, hiện tại thì em trước đấy thì em chưa. Mà em chỉ bị đóng một bộ phim Hollywood. Không ạ, ý là cái dự án nó là dự án là sắp tới nhưng mà em thì là đóng vai vai nhỏ đấy ạ. Thế là vậy cô duyên nào đưa em đến với cơ hội này? Em thấy ở trên Facebook và em thấy các tiêu chí của chương trình em rất là thích. Với lại em cũng đang mê từ nghề mẫu từ... Không, tôi hỏi bạn là cơ hội bạn chuẩn bị đóng một bộ phim Hollywood không? Tôi đang rất là tò mò về bạn. Là cơ duyên nào đưa bạn đến với cơ hội để đóng một bộ phim tại Hollywood? À dạ, em được cô em giới thiệu, cô em có là diễn viên không? Dạ, cô em giới thiệu ạ. Cô gặp lại diễn viên. Dạ không ạ, cô em ở Hà Nội. Nhưng mà bạn đã làm diễn viên trước đây chưa? Em chưa, nhưng mà em có đang trong thời gian, có nghĩa là trong thời gian thử thách ý ạ. Trong thời gian mình tập luyện, mình cắt, nhưng mà hiện tại thì em vẫn đi được vai. Nhưng mà nhà thời gian thì sẽ lừa cho em vai. Hiện tại thì em vẫn chưa có quyết định là tham gia vào đấy. Xuất diễn ở Việt Nam có khó không? Mà lại Hollywood lại có thể là chưa diễn ở Việt Nam mà tận Hollywood người ta lại mời. Đấy cũng là cái điều mà em suy nghĩ, và em nghĩ rằng là tất cả ban giám khảo ở đây cũng suy nghĩ từ đầu đến giờ ấy. Cho em xin đình chỉ lại, đây không phải là bộ phim của Hollywood mà là cái dự án người ta sẽ sau này dần dần sẽ tiến đến, không phải là hiện tại bây giờ là Hollywood ạ. Tức là sản xuất Việt Nam sau đó bán sang Hollywood đúng không em? Sẽ là hiện ở Mỹ nhưng mà người ta sẽ kể từ năm quay và sau đấy là cái từng bước dần dần của người ta là từ năm này qua năm khác sẽ tiến triển để đưa diễn viên đi cái đấy ạ. Đúng rồi, bây giờ họ mới đang tiếp tục bạn. Dạ vâng. À, nhưng họ đã chọn bạn là diễn viên chính hay là diễn viên phụ hay là vai em gì bạn biết chưa? Hiện tại thì chưa, vì là do dịch thì đang là về vấn đề đấy nó hơi nhiều có vấn đề về cái sản xuất đi khâu nhiều câu nữa. Vậy thì tôi hỏi bạn nghĩ ra tại sao họ lại chọn bạn trong cái dự án lớn như vậy? Bạn có gì đặc biệt? Thứ nhất là em thấy là em có cái body thì khi người ta là yêu cầu cũng cần phải có cái body ạ. Tôi nghĩ là có hàng triệu cô gái có body để thậm chí tập hơn bạn. Nhưng mà chắc là không có cái cơ duyên cơ may em đến với biết đến đầu diễn. Nhưng mà kể cả bạn chưa biết diễn xuất nhưng mà bạn biết đạo diễn, bạn cũng có thể nhận được vai diễn. Dạ không ạ, hiện tại thì em chưa có vai nhưng mà trong thời gian tới mình cố gắng, mình tập luyện rồi mình thử thách bản thân nhiều thứ thì em nghĩ là cái gì gian chân bước đầu, khó khăn bước đầu thì mình sẽ hoàn thành tốt hơn. Nói chung là về cái việc của bạn đóng phim, cái bộ phim đó. Dạ. Đó là bây giờ bạn chưa có một cái gì gọi là chắc chắn là khi đó trước đó họ đang có một cái ý tứ để ý đến bạn cho anh thôi, chứng minh chưa có một cái gì gọi là đi đến việc ký kết hợp đồng hay là có đi đến những cái cụ thể hơn đúng không? Dạ vâng ạ. Không, tôi vẫn muốn, tại vì tôi vẫn muốn biết sự thật. Tôi không muốn những cô gái cứ ảo tưởng về bản thân mình. Dạ vâng. Tôi rất là đánh giá cao cô gái tự tin về bản thân mình. Dạ. Nhưng mà mình phải tự tin trên những giá trị mình có. Dạ. Khi mà tôi nhìn bạn chuẩn bị đóng một bộ phim Hollywood lớn thì tôi rất là ngạc nhiên và tôi cảm rất là ngạc, tôi rất là tò mò chờ xem cô gái này là ai. Nhưng mà từ đến giờ thì bạn không quay lại quay. Vậy thì bạn sẽ mang gì đến với Việt Nam 2022 và nghĩ bạn có cái gì để chúng tôi lựa chọn bạn? Bạn được chọn vào một bộ phim Hollywood có thể trong tương lai. Vậy thì tôi chưa nhìn thấy gì đặc biệt ở bạn. Tôi cũng chưa biết là tình cảm của nó có thể nhìn gì đặc biệt ở bạn. Và tôi đang rất tò mò, tôi đang rất chăm chờ cho chúng tôi thấy bạn đặc biệt ở điểm nào để chúng tôi có thể chọn bạn vào vòng tiếp theo. Dạ vâng.
Thứ nhất là hiện tại đang em đang cùng người xuất mặt và thỉnh thảo thì đấy là em tỏ bản thân đặc biệt của em tham gia chương trình, em cũng thể hiện là em dám đương đầu với thử thách, với lại em rất là tự tin khi tham gia chương trình này, dám đương đầu với tất cả các thử thách mà ban giám khảo sẽ cho em không hề ngại ngại. Từ nhỏ tới giờ em đã trải qua rất là nhiều biến cố, em tự lập từ nhỏ tới giờ và hầu như là tất cả mọi chuyện em đều không sợ. Ngoài ra là không có sợ gì hết đúng không? Sợ mà nhà cũng sợ. Nhưng mà từ vấn đề khác thì em không sợ. Bạn nói là bạn rất tự tin, sẵn sàng đối với thử thách. Dạ. Rồi bây giờ tôi nhờ các thành viên ban giám khảo giúp tôi cho bạn một hoặc một vài thử thách đi. Tôi đang rất lựa chọn một người bạn. Dạ. Làm dễ sốc. Anh đúng. Rồi xong ta cần phải nhờ đến anh Dũng. Bởi vì hay là lần này hay là diễn xuất cái kiểu kem Hàn Quốc hay là kiểu cái gì đó tích cực cho mọi người thì được không? Không phải là anh chưa biết anh đưa anh đến phù hợp để bạn đưa ra cái nét cho bạn á. Không phải, tại vì là anh chỉ suy nghĩ là như là này, bản thân của anh chưa thấy được cái nét diễn xuất từ bạn á. Đúng nhỉ. Anh thử khai phá khả năng tiềm ẩn đi, đạo diễn tận ngôn ngữ người ta còn nhìn thấy khả năng của bạn mà chẳng lẽ anh nỗi thì lấy điểm nào? Không, tại vì em đang rất là Việt Nam ít, cho nên là em cũng đang phân vân rằng là tại sao mà cô gái đứng trước mặt của mình đây mà viết vào cho ban tổ chức rằng là em đang chuẩn bị đóng một bộ phim Hollywood. Em không biết nhưng mà em có. Nên là theo chị thì em không nên ghi những cái, em không nên kể ra những câu chuyện đấy về đâu vào trong cái phần này, để mà nhiều khi nó em đang muốn là ở đó cũng là một cái ưu thế của em, nhưng mà nhiều khi nó sẽ phải tác dụng lại, bởi vì đó thì nó tất cả mọi người nên rõ ràng và nó chính xác về cái thông tin đấy. Vậy tại sao không thể nói nhất trên Việt Nam chúng tôi đang tìm kiếm những cô gái có thể truyền cảm hứng bằng chính những giá trị của mình? Thì tôi đã cho tất cả những gì bạn mang đến cho tôi chỉ là những lời nói mà tôi chưa cảm nhận được điều đó. Bởi vì tất cả mọi người đây đều rất là suy nghĩ và cân nhắc về cái chuyện mà em đang nói với ban tổ chức như vậy. Bởi vì sau này khi nếu như em được chức vương miện của mình sẽ được làm hoa hậu thì những cái phát ngôn của em nó sẽ xuất hiện trên các cái mặt báo rất là nhiều, và đôi khi nó sẽ xảy ra rất nhiều cái chuyện không hay ở sau đó nữa. Vậy mình nói cái gì thì mình phải cân nhắc điều đó rất là kỹ càng và cụ thể, bởi vì là anh thấy rằng là ở đây em nói một số những câu mà anh thấy nó rất là đối lập nhau, ví dụ như là thích ăn mặc hở hang từ nhỏ nhưng lại là người truyền thống. Tức là em cũng đang muốn, em đang làm một cái người công dung ngôn hạnh nhưng mà lại thích ăn mặc hở hang từ nhỏ. Không hở hang đây không phải là không có sexy à? Sexy là bốc lửa đó, là quân Trung Quốc. Thì lại là một cái người mà truyền thống, lại công dung ngôn hạnh, tức là nó đang bị đối lập với nhau, cho nên là có nhiều cái lời nói của mình thì mình cân nhắc và mình suy nghĩ rất là nhiều trước khi mình nói.
Bây giờ anh suy nghĩ như này nhá. Anh sẽ để cho em một cơ hội. Anh sẽ cho em một phút để em thể hiện tài năng lẻ của mình. Nếu em có một phút để em thể hiện những cái gì em có, những tài năng của bản thân của mình, em thể hiện tới cho ban giám khảo đây xem. Ngoài những cái bước giải bước vừa rồi của em, em thể hiện thêm cho ban giám khảo xem, để ban giám khảo có thể đưa cho em thêm cơ hội để em có thể hiểu hơn về giá trị của bản thân, cũng như là ban tổ chức, ban giám khảo cũng có thể hiểu hơn về giá trị của em nhiều hơn, ngoài những lời nói của em. Vâng ạ, em xin được hát một cái ca khúc của nó năng và nó trẻ hơn một chút được không ạ? Tôi chơi chim đàn nhỏ tiếp tiếng lâu lâu như muôn ngò, cuộc sống xanh ta như sao động, như bầu trời xanh bao mơ. Này chú chinh ơi cho nhắn gửi lời hát tình yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay sao quá đẹp, ôi cuộc đời thật đẹp biết bao. Ok, em thử đi lại từ đầu đi kia. Tiếng lưu lo như muôn ngọ, cuộc sống với ta như sao động, như bầu trời xanh bao mơ. Này chú chim ơi cho nhắn gửi lời hát tình yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay sao tươi đẹp, ôi cuộc đời đẹp biết bao. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Đấy, hiện tại ban giám khảo chỉ cần những hành động đơn giản như vậy. Và lần sau mình để ý một chút về những cái lời nói của mình trước khi mình nói ra một cái gì đấy, là mình cần phải suy nghĩ trước khi nói nhé. Dạ vâng. Và cái vừa rồi là cái mà em đã truyền năng lượng tích cực cho ban giám khảo. Cảm ơn em. Dạ vâng, em xin cảm ơn bác tài rất nhiều. Em sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc ạ.